quý vị đang xem là tiến độ dự án đường song hành Võ Văn Kiệt trước Tết Nguyên Đán. Ta thấy họ đã lưu nền khúc đầu gần cầu Ông Lãnh. Giờ thì mời cả nhà xem tiến độ mới nhất hôm nay. Mình thấy họ đang lưu nền đoạn dưới cầu Cái Mép. Dự án đường song hành Võ Văn Kiệt có điểm đầu là tại nút giao Võ Văn Kiệt và Nguyễn Thái Học, điểm cuối gần nút giao với đường Baxter, có chiều dài khoảng 500m rộng 7m, tức là được mở rộng thêm 2 làn xe và kết hợp nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, gia cố bờ kè kênh Bến Nghé. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị là đơn vị thực hiện dự án này. Tổng mức đầu tư dự án lúc đầu là 54 tỷ đồng, sau đó tăng lên 71 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự án đường song hành Võ Văn Kiệt được khởi công vào ngày 21 tháng 5, 2021. Tính đến nay thì đã thi công được 9 tháng. Các xe cộ có nhu cầu đi vào đường Baxter và đi thẳng qua đường Tôn Đức Thắng sẽ đi qua đoạn mở rộng này, giúp giảm ùn ứ xe rẽ trái vào đường Ki Con trước hầm Thủ Thiêm. Cống ngăn triều Bến Nghé hiện đã đạt 95% khối lượng công việc. Dự án này do tập đoàn Trung Nam thi công. Mục tiêu chính của dự án này là ngăn triều xâm nhập thực vào vùng nội đô Sài Gòn, hỗ trợ bơm tiêu thoát nước từ các kênh rạch ra sông lớn, giữ môi trường cảnh quan bên trong các kênh rạch và có khả năng ngăn chặn sự xâm nhập mặn của nước biển. Nhưng trước Tết, dự án này gặp trở ngại về thủ tục. Theo ông Tiến, giám đốc của Trung Nam Group đã than phiền trên báo giao thông rằng
Phải nói là người dân đang rất mong chờ dự án này. Chính chúng tôi cũng đang chờ Ủy ban thành phố hoàn tất các thủ tục. Vấn đề là Ủy ban thành phố khi nào hoàn tất ký kết phụ lục hợp đồng để chúng tôi tiếp tục thực hiện dự án này. Chúng tôi đang rất bị động khi liên tục phải chờ đợi, trong khi mỗi ngày chúng tôi phải chịu các chi phí gần 200 triệu đồng cho công tác an ninh, bảo vệ và duy trì lực lượng nhân sự cho dự án. Máy móc có thể di dời, nhưng yếu tố con người thì không thể, không thay đổi được.